Thank you.
Xin chào các bạn nhé. Vừa rồi tôi vừa mới review cho các bạn toàn cảnh về cái khu bản làng Tày này cho các bạn xem nhé. Ở bản làng này tôi thấy có cái con suối này rất là đẹp này. Và đặc biệt là ở đằng sau tôi này, các bạn nhìn thấy không? Có rất nhiều cây cổ thụ ở bờ suối nhé. Đấy, có rất nhiều cây cổ thụ ở bờ suối luôn. Đấy, hai bên này. Tôi quay cho các bạn xem. Đó. Ở bên dưới này có rất là nhiều cây cổ thụ. Đấy. Đó, các bạn nhìn thấy không? Có rất nhiều cây cổ thụ. Và những cây này thì các bạn biết nó là cây gì không? Nó chính là cây lá vối nha các bạn nhé. Cây lá vối mà chúng ta thường hay sắc nước uống ấy. Đây này. Đấy. Đây chính là cây lá vối nha các bạn nhé. Rất là thơm luôn. Đấy. Đấy, đây cây lá vối nha các bạn nhé. Đấy. Nếu mà các bạn đã được uống lá vối rồi thì chúng ta nhìn đây, đây là tất cả những cái cây vối ở đây rất là to luôn. Đấy. Đấy, cây này thì có rất nhiều cái tác dụng các bạn ạ. Lá vối thì ngoài sắc nước uống ra thì nó còn có thể là làm mát và thanh lọc cơ thể và chống một số cái bệnh lão hóa về nói chung là tôi không hiểu về sinh học lắm nhưng mà nó có nhiều tác dụng các bạn ạ. Lá vối này rất nhiều tác dụng nhé. Đây đặc biệt là tôi thấy các cái cây này nó vừa to xong và nó có cái dáng ấy, dáng rất là đẹp luôn. Đó, đây, ở bên đằng sau tôi này, tất cả những cái cây này đều là cây vối nha các bạn nhé. Đấy. Đây chính là cái cây vối để sắc nước uống ấy. Đó, rất là đẹp luôn. Và hôm nay tôi sẽ đưa các bạn đi xuống suối. Đây là con suối ở làng Tày. Rất là đẹp các bạn ạ. Đó. Đây, có những cái rễ nó do nước nó xói mòn ra và hiện giờ nó trơ ra các cái rễ này nhìn rất là đẹp này các bạn ạ. Đấy. Tôi sẽ quay cho các bạn xem về cái góc độ gần này. Đó. Đây, các bạn thấy không? Ra là máy tôi không có chế độ chống rung do vậy là các bạn hết sức thông cảm nhé. Đấy. Tôi lìa máy chậm một chút nhưng mà nó vẫn bị rung. Đấy. Đây. Các cái thân, các cái rễ nó rất là đẹp nha các bạn nhé. Đấy, cây này. Đấy, to, cổ thụ luôn đấy. Toàn là vối thôi các bạn ạ. Đấy. Cái này mấy bà hàng nước ở Hà Nội mà nhìn thấy những cái cây này thì thôi rồi các bạn ạ. Hái ra tiền luôn. Đó. Đây. Cái thân to lắm. Cái thân này to hơn người tôi các bạn ạ. Gấp đôi. Ở trên thân thì có rất là nhiều cái cây phong lan. Cái lan nó bám những cái cây, nói chung là dạng ăn bám. Nó bám lên, nhìn trông rất là hoang sơ và đẹp nha các bạn ạ. Về tôi sẽ đến lại gần gốc và so với người tôi xem cho các bạn xem nó to như thế nào nhé. Đây à. Có nhiều cây to lắm, cây nào nó cũng to như này các bạn ạ. Tôi đứng so với cây, nhìn này, bạn thấy nó to, quá to luôn đúng không ạ? Đấy. Và cái bộ rễ rất là đẹp luôn. Đấy. Trên kia có mấy cây to. Đấy. Trên kia có cây to dã man luôn. Đấy. Đấy là những cái cây vối ở cái làng Tày này nhá. Chỗ này không phải mỗi nhóm này có đâu mà chạy suốt theo con suối này đều có nha các bạn nhé. Và bên cạnh đây thì có một cái cây quả sổ này các bạn ạ. Đây có cây quả sổ, có rất nhiều quả luôn. Đây, quả sổ đây. Đó, đây có một quả. Nó, kiểu trời nó hơi tối nên là không nét các bạn ạ. Đấy. Đây, đây có một quả này.
nhiều quả lắm. Nó ở bên bờ bên kia nên là tôi không không sang được, không hái được. Với lại tôi cũng không ăn được quả này mấy, ăn vào ho lắm các bạn ạ. Quả sổ, có cây quả sổ này. Đấy. Vối rất là nhiều luôn. Những cây vối ở đây nó có các cái hình dáng bonsai rất là đẹp các bạn ạ. Đây này, quay cho các bạn xem này. Đấy, rễ này. Đến mùa tháng 4, tháng 5 thì cái quả vối này có rất là nhiều nha các bạn nhé. Đây, các bạn thấy không? Đấy, các bạn thấy cây vối nó đẹp không ạ? Đây này, rất là khúc khỉu luôn. Đấy. Cái cây này mùa hè ra đây trèo rất là thích luôn đấy. Mắc võng nằm mát, mát mẻ. Đó, đây chính là những cây lá vối nha. Tôi trèo lên cái cây này. Tôi sẽ trèo lên cái cây này nha. Đấy. Các bạn thấy hay không? Đây, nắng bạn không? Rất nhiều cây luôn. Cây bên kia trèo nếu ha. Thích này. Các bạn có hay leo trèo không? Tôi thích leo trèo lắm. Trèo cây là sở trường. Leo trèo là sở trường. Cây trèo lên rất là thích này. Lá rất là nhiều luôn. Và các chị em đi chợ đi đón con này. Buổi chiều rồi đi đón con này. Rồi có lẽ bây giờ cũng hơi muộn rồi, có lẽ là tôi chỉ review qua cho các bạn xem một số cây vối và cái bản làng này thôi nhé. Đấy. Ra là mình rất thích mấy cái cây vối này và mình cũng rất thích uống cái nước lá vối các bạn ạ. Các bạn thấy video hay thì hãy like, share, chia sẻ và đặc biệt là đăng ký kênh cho tôi nhé. Bạn nào muốn uống nước lá vối thì liên hệ với tôi nhé, tôi sẽ gửi cho bao nhiêu cũng có. Đấy, nhiều tỷ phú lá vối, lá vối luôn. Đấy, tôi là tỷ phú lá vối nhá, rất là nhiều luôn rồi này. Đấy.